và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhận chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Giảm cân quá đà, Hương Giang đánh mất đường cong sexy và người mê bấy lâu. Hương Giang tiếp tục gây sốc với thân hình gầy gò, đầu to mất cân đối so với vóc dáng cò Hương. Bình phục sau chấn thương, Hương Giang Idol lại tức bực với lịch trình làm việc dày đặc. Mới đây, nữ ca sĩ chia sẻ ảnh hậu trường buổi chụp hình trên Instagram nhưng khiến người hâm mộ không khỏi xót xa vì thân hình cò Hương. Cụ thể trong bức hình selfie trước gương, diện chiếc váy hồng xến chẳng những đánh mất đường cong sexy bấy lâu nay mà người đẹp chuyển giới còn để lộ xương quai xanh gầy gò, cánh tay khẳng khiu như thể da bọc xương, đầu to mất cân đối so với vóc dáng nhỏ bé. Trước đó không lâu, khoe loạt ảnh trích tai, huấn luyện viên siêu mẫu Việt Nam cũng khiến người xem một phen hoang mang vì thân hình mỏng như lá lúa. Bộ trang phục kiểm vải gồm áo crop top, mít cùng quần short khoe vai, eo, chân lại vô tình tố cáo khuyết điểm của dòng ca anh đang ở đâu đấy anh. Ngắm ảnh của Hương Giang, fan chỉ biết xót xa, sợ một cơn gió thoáng qua cũng đủ làm người tôi yêu ngã nghiêng mất. Trời ơi, ăn nhiều vào chị ơi, em sợ chị bị gió thổi đi mất. Giang nhẹ đủ rồi, nhẹ thêm là gió thổi bay đấy. Thân hình lá lúa của Hương Giang khiến ai nấy đều xót xa. Đây không phải lần đầu tiên Hương Giang để lộ vóc dáng gầy guộc, ngoại hình hốc hác, cánh tay tông teo khó tin của hoa hậu. Thậm chí bức hình này, gương mặt nhọn hoắt của Hương Giang còn bị ví như người ngoài hành tinh. Khi diện áo tắm, Hương Giang không chỉ lộ tay khẳng khiu mà phần chân que củi, xương vòng một cũng nhô lên.